địa chấn đã xảy ra tại giải U19 Đông Nam Á khi mà cả hai đội bóng của bảng B là U19 Malaysia và U19 Lào góp mặt tại trận chung kết. Trong khi đó, hai ứng cử viên vô địch là Việt Nam và Thái Lan đã gục ngã tại bán kết và phải chờ trận tranh hạng 3. Bất ngờ này cho thấy sự khó lường của giải đấu trẻ tại khu vực Đông Nam Á. Với màn trình diễn ở bán kết, U19 Malaysia và Lào xứng đáng có được tấm vé vào chơi trận chung kết. Cả hai đội bóng này đều trình diễn một lối đá chắc chắn và bình tĩnh khai thác những sai lầm từ hàng thủ đối phương. Việc họ giữ sạch lưới trước các ông lớn của Đông Nam Á tại bán kết không phải là ngẫu nhiên. Ở trận tái đấu, U19 Malaysia và Lào sẽ dốc hết sức để giành ngôi vương. Tại vòng bảng, U19 Lào đã thắng 1-0 trước Malaysia, nhưng giờ đây người Mã sẽ quyết tâm giành lại chiến thắng. Trận thắng Thái Lan 2-0 ở bán kết của Lào đã được tờ Lào Chiến Tham mô tả về chiến dịch lịch sử, khiến cho cả khu vực và thế giới choáng váng. Họ đã không nói quá bởi ngay cả những người Lào mộng mơ nhất thì cũng khó có thể hình dung đoàn quân của huấn luyện viên Michael Wiss lại xử đẹp ông lớn Thái Lan, sau đó thì góp mặt ở trận chung kết U19 Đông Nam Á lần đầu tiên. Tuy nhiên, chiến thắng của Lào không đến từ sự may mắn, họ đã thật sự xuất sắc trong suốt hành trình U19 Đông Nam Á với 5 trận toàn thắng, ghi được 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn. Đó là kết quả của một tập thể gắn kết và có tổ chức, tính kỷ luật cao. Không chỉ nâng cao ý thức chiến thuật, huấn luyện viên người Đức còn biến những cầu thủ Lào thành đội ngũ có tinh thần mạnh mẽ và bản lĩnh. Họ chịu được áp lực lớn, chắc chắn trong phòng ngự và sắc bén khi phản công. Bây giờ, cầu thủ Lào biết rằng họ đang đứng trước ngưỡng của lịch sử và nếu đánh bại Malaysia, thì ở trận chung kết, Lào sẽ có danh hiệu đầu tiên ở mọi cấp độ đội tuyển, tạo nên mốc son chói lọi trong lịch sử bóng đá nước nhà. Không những vậy, họ trở thành đội thứ 3 sau Nhật Bản, Iran và Thái Lan đăng quang U19 Đông Nam Á với kỷ lục toàn thắng. Trong chuỗi thắng của Lào thì bao gồm cả trận thắng Malaysia 1-0 ở lượt cuối vòng bảng. Đây chính là cơ sở để cho đoàn quân của huấn luyện viên Michael Wiss tin vào một cái kết đẹp trong tối nay. Thế nhưng, những gì đã diễn ra ở U19 Đông Nam Á 2022 mách bảo tất cả rằng mọi thứ đều có thể xoay chuyển một cách khó tin. Malaysia chính là một ví dụ. Gây thất vọng ở vòng bảng nhưng mà đột nhiên, bầy hổ Mã Lai đã lột xác trong bán kết. Không ai nhận ra hàng phòng ngự từng để thủng lưới 5 bàn và hàng công chỉ ghi được 6 bàn thắng. Trước U19 Việt Nam, Malaysia bỗng trở nên vững chắc không ngờ, đồng thời đã có những pha lên bóng tốc độ luôn mang tới hiểm họa. Nhưng cũng cần lưu ý thêm, Lào đã không hay hơn Malaysia trong trận đấu cách đây 4 ngày. 3 điểm Lào có được hôm ấy đến từ sự xuất sắc của cầu thủ Jayason và sai lầm tai hại của hậu vệ Fajrunia. Tội đồ của Malaysia đã trượt chân làm mất bóng và sau đó, trong sự nỗ lực sửa sai, đã kéo bùn không trong khu cấm địa. Ngoài ra, pha ghi bàn trên chấm phạt đền thì Lào đã hiếm khi gây sóng gió cho cầu môn của đối phương. Chắc chắn Malaysia thì không để cho điều tương tự có thể lặp lại, đồng thời cũng không muốn tiếp tục thất bại ở chung kết U19 Đông Nam Á thêm một lần nữa. Đây đã là lần thứ 8 bầy hổ Mã Lai chơi trận chung kết, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Có điều là 7 lần trước họ thua tới 6 lần, bằng số thất bại của Việt Nam và Thái Lan cộng lại. Tất cả đã làm nên danh xưng vua về nhì. Không mấy tự hào mà Malaysia đã làm mọi cách để có thể xóa bỏ trong tối nay. Trận đấu được diễn ra dưới thời tiết mưa lớn tại Indonesia. Cơ hội đầu tiên của trận chung kết dành cho U19 Lào ngay ở phút thứ 2 với pha bật cao đánh đầu tương đối nguy hiểm. Ở phút thứ 5, U19 Malai có câu trả lời. Đường căng ngang nguy hiểm từ cánh trái, tiếc là không có tiền đạo nào trong vòng cấm có thể chạm bóng. Bật lời đến với những chú hổ Mã Lai, tiền vệ Kaima đã dính ngay chấn thương và đã phải rời sân sớm. Và người thay thế là cầu thủ số 8 là Haika Dasi. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, U19 Malaysia đã có cho mình một bàn mở tỷ số. U19 Malaysia đã có một bàn vươn lên dẫn trước sau khi tận dụng rất tốt tình huống đá phạt. Bàn thắng được tính cho trung vệ Faji, nhưng dường như anh còn chưa chạm bóng. Nhận bàn thua trước, U19 Lào đã lao lên để tìm bàn gỡ. U19 Lào buộc phải chơi bóng bổng. Dù gặp bất lợi về mặt thể hình, trời mưa to khiến cho mặt sân trở nên quá xấu và khó để chơi bàn bật nhỏ, kỹ thuật. Thua thiệt về mọi thứ, tâm lý U19 Lào bị ảnh hưởng. Ở phút 27, Voshakada bên phía U19 Lào đã nhận thẻ vàng sau pha quét trụ với số 8 bên phía Malaysia. Cơ hội rõ nhất của hiệp 1 đến với người anh em Đông Dương ở phút 30 khi cơ hội đối mặt cho tiền đạo U19 Lào nhưng mà thủ môn của Malaysia đã băng ra rất nhanh và ôm gọn bóng trong tay. Phía bên kia thì có một bàn thắng dẫn trước, U19 Malaysia chơi cực kỳ rất rắn và phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỷ số. Các cầu thủ phòng ngự của U19 Malaysia thường xuyên phạm lỗi trong những vị trí cách xa khung thành nhằm tránh những pha phản công nguy hiểm. Ở phút 38, cơ hội đi tiếp tục với U19 Lào. Tình huống lộn xộn trong vòng cấm của U19 Malaysia khi mà mặt sân quá xấu.
Tuy nhiên, không có tiền đạo nào của U19 Lào có thể là kết liễu pha bóng này. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-0 dành cho Malaysia. Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều có những thay đổi về con người và lối chơi, nhưng thế trận giống hiệp 1, U19 Lào chủ động tấn công, còn đối thủ thì đá phòng ngự phản công. Tuy nhiên, sang tới hiệp 2, U19 Malaysia bắt đầu thể hiện lợi thế về mặt thể lực và liên tục tạo ra những pha pressing tầm cao ở ngay phần sân đối thủ. Dù chỉ mới là phút 60 của trận đấu nhưng mà các cầu thủ U19 Malaysia đã rơi bóng ra cột cờ ở góc. Phút 64, lưới của U19 Lào rung lên lần thứ hai, nhưng ở trước đó cầu thủ U19 Malaysia đã phạm lỗi với đối thủ. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng U19 Lào lại thể hiện sự bế tắc trong tấn công. U19 Lào đang phải tiếp tục sử dụng những tình huống tạt bóng bổng nhưng đều bị thủ môn Malaysia dễ dàng hóa giải. Không thể ghi bàn, U19 Lào đã phải trả giá. Ở phút 75, dường như là bóng quá chính xác của số 6 bên phía U19 Malaysia và pha nhoài người dứt điểm của Alice khiến cho thủ môn Lào chỉ biết là đứng chôn chân. Các cầu thủ U19 Malaysia đang có một tâm lý rất thoải mái sau khi dẫn trước là 2-0. Các cầu thủ trẻ tự tin phô diễn kỹ thuật cá nhân để qua người và tạo ra những pha phối hợp đẹp mắt. Những phút cuối cùng, U19 Lào dồn toàn lực lên tấn công, nhưng việc thua kém về thể hình, thể lực cộng với mặt sân quá xấu khiến cho họ gần như là bế tắc. Các cơ hội chỉ đến với đội bóng áo đỏ sau các tình huống là cố định hoặc là tạt bóng từ cánh. Tuy nhiên, cú đá phạt hay là đánh đầu của U19 Lào chưa đủ khó để có thể gây khó khăn cho hàng thủ Malaysia. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho mãnh hổ Malay. Như vậy thì đội tuyển áo vàng đen đã vượt qua tất cả để có thể lên ngôi khi mà chỉ về nhì ở giải đấu năm ngoái. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho lối đá phòng ngự phản công hiệu quả mà đội tuyển này đã thể hiện. Với U19 Việt Nam, chúng ta đã giành vị trí thứ 3 của giải đấu khi mà đánh bại U19 Thái Lan trên loạt luân lưu. Khuất Văn Khang và các đồng đội lần thứ 2 bị voi chiến dẫn trước nhưng cực kỳ bản lĩnh để gỡ hòa. Trên chấm phạt đền may rủi thì các chân sút U19 Việt Nam đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, bên phía U19 Thái Lan là trung vệ đội trưởng Pulvan thì đã không đánh bại được thủ môn Văn Bình ở loạt sút thứ 3. Chung cuộc, U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số là 5-3 trên chấm phạt đền và giành vị trí thứ 3. Đáng nói ở đây là lần đầu tiên U19 Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong trận tranh 3-4 qua mùa giải U19 Đông Nam Á và thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có chiến thắng mang tính lịch sử trước người Thái. Với việc đây, huấn luyện viên Đinh Thế Nam thì không mang tới Indonesia một đội hình mạnh nhất, vị trí thứ 3 là chấp nhận được. U19 Việt Nam chỉ thua đúng một trận và đó là trước nhà đương kim vô địch Malaysia.